Vì sao này thiện hiện vì Đại Bồ Tát ấy quán tất cả Pháp tự tướng đều không, không khỏi, không thành, không chuyển, không diệt, nhập các Pháp tướng, biết tất cả Pháp vô tác, vô năng, nhập các hành tướng. Đại Bồ Tát ấy thành tựu phương tiện thiện xảo như vậy, luôn luôn tăng trưởng thiện căn thủ thắng, do thiện căn thủ thắng thường tăng trưởng, nên hành tịnh lự ba la mật đa, thành thục hữu tình nghiêm tịnh cõi Phật tuy hành tịnh lự nhưng chẳng mong cầu đắc quả định nghĩa là chẳng tham trước các cảnh giới khả ái do định mà được cũng chẳng tham cầu quả báo tốt đẹp trong sanh tử do tịnh lự mà được chỉ vì cứu hộ kẻ không ai cứu hộ và muốn giải thoát người chưa giải thoát mà tu hành tịnh lự ba la mật đa lại nữa thiện hiện nếu đại bồ tát từ khi mới phát tâm tu hành bát nhã ba la mật đa dùng tác ý tương ưng trí nhất thiết trí mà tu học bát nhã, thì Đại Bồ Tát ấy không có các ác tuệ thế lực khác chẳng có thể dẫn dắt, xa lìa tất cả chấp ngã và ngã sở, xa lìa tất cả kiến chấp về ngã, kiến chấp hữu tình, kiến chấp dòng sanh mạng, kiến chấp khả năng sanh khởi, kiến chấp sự dưỡng dục, kiến chấp sự trưởng thành, kiến chấp chủ thể luân hồi, kiến chấp ý sanh, kiến chấp nho đồng, kiến chấp khả năng làm việc kiến chấp khả năng thọ quả báo, kiến chấp cái biết, kiến chấp cái thấy, xa lìa tất cả kiến chấp có không có, các kiến chấp đường ác xa lìa kiêu mạn, không phân biệt không đổi khác mà tu diệu tuệ vì sao? Này thiện hiện vì Đại Bồ Tát ấy, quán tất cả Pháp tự tướng, đều không, không khởi, không thành, không chuyển, không diệt, nhập các Pháp tướng, biết tất cả Pháp vô tác, vô năng, nhập các hành tướng. Đại Bồ Tát ấy thành tựu phương tiện thiện xảo như thế, luôn luôn tăng trưởng thiện căn thù thắng, do thiện căn thù thắng thường tăng trưởng, nên có thể hành bát nhã ba la mật đa, thành thục hữu tình, nghiêm tịnh cõi Phật tuy hành bát nhã nhưng chẳng mong cầu đắc quả của tuệ, nghĩa là chẳng tham trước các cảnh giới khả ái do tuệ mà được, cũng chẳng tham cầu quả báo tốt đẹp trong sanh tử do tuệ mà được, chỉ vì cứu hộ kẻ không ai cứu hộ và muốn giải thoát người chưa giải thoát mà tu hành diệu tuệ ba la mật đa. Lại nữa thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát từ khi mới phát tâm tu hành bát nhã ba la mật đa, dùng tác ý tương ưng trí nhất thiết trí nhập sơ thiền, nhập đệ nhị, đệ tam, đệ tứ thiền, nhập từ vô lượng, nhập bi hỷ xả vô lượng, nhập định không vô biên xứ, định thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi phi tưởng xứ, thì Đại Bồ Tát ấy tuy đối với tịnh lự vô lượng vô sắc, xuất nhập tự tại nhưng chẳng tham ái, quả dị thục ấy vì sao? Thiện hiện vì Đại Bồ Tát ấy thành thục phương tiện thiện xảo tối thắng. Do sức phương tiện thiện xảo này, quán các tịnh lự vô lượng vô sắc, tự tướng đều không, không khỏi không thành, không chuyển không diệt, nhập các pháp tướng, biết tất cả pháp vô tác vô năng, nhập các hành tướng. Đại Bồ Tát ấy thành tựu phương tiện thiện xảo như thế, luôn luôn tăng trưởng thiện can thủ thắng. Do thiện can thủ thắng thường tăng trưởng, nên nên có thể hành tịnh lự vô lượng vô sắc. Do hành tịnh lự vô lượng vô sắc, nên có thể tự tại, thành thục hữu tình, nghiêm tịnh cõi Phật. Tuy hành tịnh lự vô lượng vô sắc, nhưng chẳng mong cầu đắc quả của tịnh lự ấy, nghĩa là chẳng tham trước các quả dị thục trong sanh tử đã được của tịnh lự vô lượng và định vô sắc chỉ vì cứu hộ kẻ không người cứu hộ và vì giải thoát cho những người chưa giải thoát mà không chấp thọ đối với việc tu các tịnh lự vô lượng vô sắc